nhờ các cái trang mạng xã hội đó thì mình có thể tiếp cận với được nhiều khách hàng từ nhiều nơi khác nhau. Thì tại sao mình không thử cách mới đi? Thì thực sự cái sao chép của video nó tạo ra kết quả cao hơn rất nhiều với cái kết quả mình làm truyền thống hồi xưa. Xin chào tất cả anh chị nhé. Hôm nay thì mình có một cái cơ hội được gặp anh Đan Lê. Anh đang làm trong lĩnh vực về tài chính bảo hiểm ở bên Mỹ, và sau 2 năm làm việc cùng với nhau thì hôm nay thì anh Đan mới có dịp về thăm lại Việt Nam. Đó, thì hôm nay nên là có cái buổi mà hai anh em trò chuyện và nói chuyện với nhau. Thì anh Đan Lê có thể chia sẻ cho mọi người biết được là cái thời trước khi mà anh làm trong lĩnh vực về tài chính bảo hiểm ấy, thì cái anh có gặp những cái khó khăn hay là những cái rào cản nào trong việc mà kinh doanh của mình không? Đan xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình về Việt Nam thì cũng rất là vui được kết nối với anh Lê Chí Linh. Hai năm trước khi Đan gặp anh Lê Chí Linh đó, Đan đã kinh doanh trên ngành bảo hiểm là gần 20 năm rồi. Và anh Linh biết là trong ngành bảo hiểm thì đa số là mình gặp khách hàng mặt đối mặt. Thì cái khó khăn trong cái mùa dịch vừa rồi đó là các bạn biết rồi, ở đâu cũng cấm hết cho nên mình không có gặp khách được. Thì cái khó khăn là mình không có thể tiếp cận được với khách hàng. Và tình cờ thì gặp anh Linh thì anh Linh mới giới thiệu cách làm mới. Thì hôm nay mình cũng có thể chia sẻ với các bạn thêm chút xíu. Anh Đan, em có nghe một cái lần anh nói về cái câu chuyện mà ngày xưa ấy, có một cái tiệm nail mà anh đến đó anh chào hàng người ta, xong rồi bắt đầu người ta đuổi anh về. Đó, giống như không phải đuổi mà người ta kiểu hắt hủi, người ta không có muốn tiếp chuyện mình ấy. Nhưng sau đó khi mà bắt đầu anh làm rất nhiều cái video chia sẻ về cuộc sống, chia sẻ về bảo hiểm, chia sẻ về tài chính ấy, thì sau đó người đó người ta liên hệ với anh và mời anh đến ăn, rồi xong đó nhờ anh tư vấn về bảo hiểm. Thì anh có thể nói rõ hơn về cái câu chuyện đó được cho mọi người được không? Được, chắc chắn. Đan nhớ hồi đó lúc mà mình mới vô nghề đó, thì cái người thầy của mình nói là mình phải chai mặt mới được. Thì thầy mới kêu mình là đi gặp khách hàng trong các tiệm nail, tại vì ở Mỹ thì đa số anh chị em làm nail là nhiều, thì mình cứ đi tiếp cận tiệm nail để mình làm cho mình lì lợm hơn á. Đó, cho nên hồi đó Đan cứ vào tiệm nail thì người ta nói tôi có thể giúp gì anh, để cái mình mà nói mở miệng mà nói em vào đây để giới thiệu chương trình bảo hiểm đây nọ, họ nói không cần, đi qua tiệm khác đi. Nhưng mà Đan nhớ có một cái kỷ niệm một cái tiệm nail đó, tại vì mình đi bán bảo hiểm thì mình ăn mặc lịch sự hơn. Cái ông đó là ông biết rồi, ông có kinh nghiệm rồi hay sao đó. Mình mới bước vào cái ông nói bảo hiểm phải không, cái mình chưa kịp trả lời, ông nói cút. Thật kiểu hơi ác. Hơi ác. Thực sự Đen thì không có làm vậy đâu, nhưng mà cũng có nhiều người rất là họ làm cho mình bị sốc, bị nản á. Rất là buồn. Và lúc khi mình nghĩ không biết là mình có chọn đúng nghề hay không, mà sao mà cái nghề gì mà khó như vậy. Đi mà người ta khinh thường mình, rồi người ta xua đuổi mình. Đó, nói chung là cái giai đoạn đó thì bây giờ nó qua rồi. Khi mà mình đã có một cái thương hiệu cá nhân, hay là sau khi mà anh Linh đã hướng dẫn cho Đan làm các video chia sẻ về kiến thức, những cái giá trị về bên bảo hiểm như thế nào, Đan cũng là tiếp cận với các bạn trong ngành nail, các anh chị trong tiệm nail. Nhưng mà lần này thì có khác một chút xíu. Cái lần mà đầu tiên mà lúc mà có người liên hệ với Đan sau khi mà làm cái video anh hướng dẫn đó, thì Đan thực sự là ngỡ ngàng luôn. Tại vì có một cái anh này, anh liên lạc với Đan và anh nói ồ Đan ơi, tới tiệm của anh đi, có một số anh chị họ quan tâm đến vấn đề bảo hiểm. Thực sự mình làm trong nghề bảo hiểm không có ai mà liên lạc mình như vậy đâu anh Linh. Thì mình rất là bỡ ngỡ, rồi cái mình cũng đến tiệm. Và lần này mình đến tiệm á thì không có phải vô chào hàng nữa, mà kiểu là họ đợi mình đến. Anh Đan đến rồi kìa, đi vô đây anh, rồi họ mời nước, rồi họ kêu mình ngồi xuống, không, thậm chí là họ còn dẫn mình lui sau bếp của tiệm để mà ngồi ăn uống chuyện trò này nọ trước khi tư vấn bảo hiểm. So với trước kia đó, mình đến tiệm là họ đã canh chừng rồi, họ đã hết thủi rồi, còn bây giờ mình đến thì họ đã welcome mình đến. Cái đó là sự khác biệt sau khi mà họ coi video này là của mình. Đó chính là cái sự khác biệt khi mà mình xây dựng được cho mình một cái thương hiệu ở trên cái mạng xã hội ấy. Và do là trước đây rất nhiều người, đến bây giờ nha anh, vẫn có nhiều người họ suy nghĩ là ngành này thì mới làm được trên online, ngành kia không làm được trên online. Giống như ngày xưa anh có lần em nói với anh đấy, là anh phải chuẩn bị là tương lai khách hàng sẽ gọi điện rất nhiều và anh sẽ không phục vụ kịp ấy. Anh có thể nói về cái suy nghĩ của anh thời điểm mà lúc mà em nói về cái điều đó cho anh. Thì Đan thực sự nghĩ là cái chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Tại vì trước khi Đan làm video và làm việc qua trên mạng đó, thì coi như 100% khách hàng của mình
hay là 99.9% đi, là khách hàng của mình là mình toàn làm việc là mặt đối mặt, mình thực sự không tin. Và mình cứ nghĩ là những cái sản phẩm giống như là thực phẩm là những cái món hàng rẻ tiền á, thì họ mới mua xong rồi họ mới mua trên mạng thôi. Còn bảo hiểm là một cái cam kết lâu năm, đôi khi khách hàng đóng tiền rất là nhiều, làm sao họ có thể mà mua qua online rồi không có biết cái anh này là ai. Đó thì sau khi mà làm video và nhờ anh Linh chỉ cho cái cách để mà tiếp cận với khách hàng đó, thì thực sự có rất là nhiều anh chị họ quan tâm đến cái vấn đề tham gia bảo hiểm nhờ các cái trang mạng xã hội đó đó. Thì mình có thể tiếp cận với được nhiều khách hàng từ nhiều nơi khác nhau, mà mình cũng phải nói là cái đôi khi cái cơ hội nó đến là cũng tại nhờ cái đại dịch nữa. Trước kia mình cũng có thử online, nhưng mà người ta chưa chắc là tin tưởng. Nhưng mà trong cái đại dịch thì tất cả mọi người bây giờ là họ đã sẵn sàng để gặp người ta trên online rồi. Cho nên là Dan gặp anh Linh là cũng giống như cái duyên mình gặp nhau. Đó là cái như là ba cái nó gặp nhau là đúng lúc. Đúng điểm giao hoa luôn. Dạ đúng rồi. Có một cái điểm này anh Dan, nhiều người họ nghĩ thế này này. Ví dụ như trong lĩnh vực về bảo hiểm hoặc là những người làm về hệ thống ấy. Họ nói rằng là một cái yếu tố đó là sao chép. Thế khi mà mình làm một cái kênh của mình rất là nổi tiếng lên, nhiều phát triển lên ấy, thì sợ rằng downline của mình không sao chép được và hệ thống của mình không sao chép được. Và khi không sao chép được ấy thì dẫn tới đó là hệ thống nó không phát triển được. Thì nhưng đến bây giờ khi mà anh làm không phải chỉ mình anh mà anh còn sao chép được cho cả team của mình ấy, thì anh nghĩ như thế nào về cái điều này nếu mà mọi người vẫn còn những suy nghĩ như vậy? Thực sự cái đó là cái mối quan tâm lớn nhất của Dan khi mà tham gia chung với anh Linh. Tại vì Dan làm việc trong ngành bảo hiểm và cũng là xây dựng hệ thống luôn, thì cái quan tâm lớn nhất của mình khi làm hệ thống là mình phải sao chép được. Chứ còn nếu mà một mình làm thôi thì cũng đâu có thể mà đột phá được cái doanh số. Thì khi mà Dan làm á, là mới đầu là Dan vào tham gia chung với anh Linh á, thì mình cũng là dè dặt một tí xíu, giống như là mình vô mình thử trước. Thử trước thử coi là có được hay không cái đó. Khi Dan làm được rồi thì cái Dan nói ô cái này cũng không có phải là khó lắm. Trước kia khi mà trước khi quay video thì mình nghĩ là cái này khó lắm, mình phải nói hay rồi mình phải có một cái gương mặt phải là thân thiện, hay là mình phải có một cái kỹ năng thật là chuyên nghiệp mình mới làm được. Thì khi Dan vào làm, bước đầu Dan cũng gặp rất là nhiều cái khó khăn, thì anh Linh chỉ cho cái cách là làm sao để vượt qua những cái khó khăn đó. Mình vượt qua được và mình đã tìm được khách hàng rồi, thì Dan mới thực sự mạnh dạn giới thiệu các bạn trong cái team để vào làm chung với anh Linh. Và các bạn trong team mà vào làm với chung anh Linh cũng tạo ra được cái kết quả riêng cho họ luôn. Theo cái suy nghĩ của Dan á, cái này thực sự không có phải là dễ, nhưng mà nếu mà một người nào có quyết tâm chịu khó làm việc thì sao chép vẫn được. Chứ không có phải là không được. Bởi vì thực tế là giống như việc mà kỹ năng bán hàng vậy. Đúng không? Nếu mà kỹ năng bán hàng, nếu một người mà không có quyết tâm, không nỗ lực thì họ vẫn cũng không thể thành công được. Thì việc mà quay video thì nó cũng giống như việc là rèn luyện về kỹ năng bán hàng. Và đầu tiên đó là mình phải có công thức. Đó, và khi mình có công thức rồi thì việc cái thứ hai quan trọng đó là mình phải quyết tâm, mình phải rèn luyện liên tục. Và anh có thấy sau này đó là anh còn hướng dẫn được cho, bây giờ là anh hướng dẫn được cho tất cả các team của mình bắt đầu làm được rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Và Dan cũng muốn chia sẻ thêm cho các bạn làm trong hệ thống nữa là tại vì á, khi mà anh Linh nói chuyện với Dan á, nói mà cái này có thể sao chép được đó, thì Dan cũng có đặt cái câu hỏi thực sự là có được hay không. Rồi cái mình cũng sẽ đặt lại một cái câu hỏi khác cho bản thân của mình, đó là mình nói ok, mình thử nhìn lại đi, trong 2 năm vừa rồi nếu mà mình làm bằng cái cách cũ của mình á, mình đã sao chép được bao nhiêu người dùng cái cách cũ rồi. Thì nhìn lại cũng chả bao nhiêu người. Đó thì tại sao mình không thử cách mới đi. Đó thì Dan đặt cái câu hỏi đó, cho nên Dan mới nhảy vô thử với anh Linh. Và khi mà Dan làm video đó thì thực sự cái sao chép của video nó tạo ra kết quả cao hơn rất nhiều với cái kết quả mình làm truyền thống hồi xưa. Vậy thì bây giờ anh có thể chia sẻ cho mọi người là kết quả của anh sau khi mà bắt đầu anh cùng với đội nhóm áp dụng những cái cách thức làm mới ấy, thì kết quả nó đã thay đổi so với trước đây như thế nào, khoảng bao nhiêu lần hay là bao nhiêu phần trăm rồi nó tăng trưởng lên ấy? Từ khi làm việc với anh Linh cho đến 12 tháng sau ha, đang giới thiệu cái này đến với vài người, thì có nhiều người chịu làm, có nhiều người không chịu làm. Những cái bạn nào mà chịu làm chung với Dan là một khoảng 4-5 người đó, cái doanh thu của họ đó gấp đôi so với cái doanh thu năm trước kia. Đó, tất cả mọi người nha, không có phải là một mình Dan đâu, mà tất cả mọi người cái doanh thu gấp đôi và hơn một tí xíu so với 12 tháng trước kia. Rất tuyệt vời. Hay quá. Khi mà em hướng dẫn cho anh thì mọi người nói rằng là
vì anh đang ở bên Mỹ thì anh mới làm online được hơn. Giống như ngày xưa là anh cũng nghĩ là ở em ở Việt Nam thì làm sao mà hướng dẫn được cho bên Mỹ, vì không có kinh nghiệm ở bên Mỹ. Đúng rồi. Thì bây giờ cũng có nhiều bạn ở Việt Nam khi mà thấy là em hướng dẫn cho anh về anh Vũ rồi với chị Kim ấy, thì mọi người nói rằng là đó là những anh chị đó ở bên Mỹ thì mới làm online được thôi, nhưng Việt Nam không làm online được, thì anh có suy nghĩ như thế nào về điều này? Ok, nói chung anh Linh giới thiệu về cái này đó. Thì thực sự đang cứ nghĩ ông này ông ở bên Việt Nam, đôi khi những kiến thức ở bên Mỹ không biết là ông có biết hay không, cái văn hóa ở bên Mỹ ông có biết hay không, lại không có chuyên môn về bảo hiểm nữa. Không chuyên môn về bảo hiểm. Khi mà Dan vào học của anh Linh rồi đó, thì Dan thấy những cái kiến thức mà anh Linh chia sẻ đó, thì nó cũng tương tự giống như những cái kiến thức mà Dan học ở bên Mỹ. Đó. Còn đối với các bạn mà ở Việt Nam nghĩ là chắc là ở bên Mỹ mới làm được, ở Việt Nam làm không được á, thì Dan cũng muốn chia sẻ luôn á, lúc Dan ở bên Mỹ nha các bạn, Dan cũng có học rất nhiều thầy ở bên Mỹ. Nhưng mà họ chia sẻ những cái kiến thức á, nó khác với cái phong tục tập quán Việt Nam của mình, thì nó cũng có kết quả nhưng mà nó không có nhân bằng là cái mà anh Linh chỉ. Đó là mình chia sẻ thực tế luôn. Cho nên nếu mà các bạn ở Việt Nam, đây là cái lợi thế của mình, tại vì các bạn ở đây thì rất là gần gũi với cái trung tâm này, cần hỗ trợ cái gì, cái thời gian đồ này nọ nó rất là tiện. Và giống như Dan ở bên Mỹ, mỗi lần mà nhờ các bạn daily hỗ trợ đó thì cũng phải thức khuya. Đó thì cái khó khăn của Dan ở bên Mỹ là như vậy. Vậy thì bây giờ anh Dan, anh có thể chia sẻ cho mọi người là ngày đầu tiên anh quay rất là khó khăn, anh quay phải cả 100 cái video nhưng vẫn không thành công ấy. Nhưng sau đó mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực rất nhiều thì bắt đầu mới có kết quả được. Thì anh có thể chia sẻ cho mọi người một cái gọi là cái bí mật hay một cái công thức để mà giúp cho anh có được kết quả, và cũng giống như giúp được cho nhiều bạn ở trong team và anh có được kết quả. Theo Dan nghĩ đó, khi mình vô làm video đó, mình cứ nỗ lực mình làm. Và cái mà nhiều bạn không có vượt qua được á, là tại vì không có một người coach, không có một cái người kiểu mà thúc đẩy mình. Thực tế luôn nha, nếu mà cái này Dan chia sẻ là nếu mà Dan mà không có trả tiền cho Linh á, thì Dan chắc không làm đâu. Không làm. Nếu mà Linh nói anh Dan ơi, để em chỉ cho anh làm thử rồi coi được hay không rồi trả tiền á. Thực sự nếu mà như vậy Dan sẽ không làm. Nhưng mà khi mà mình đã trả tiền rồi đó nha, kiểu mà mình không làm mình mất tiền. Cho nên cái đó là mình đưa mình vào một cái thế để mình quyết tâm. Đó thì cái bí quyết Dan nghĩ mà để mà Dan vượt qua được những cái video đó là có một người thầy, và mình phải nỗ lực. Không hay mình quay lại. Nhưng mà nếu mà không có thầy á, mình quay vài cái không hay thì mình bỏ luôn. Nhưng mà tại vì có thầy, quay vài cái không hay, đôi lúc thầy động viên, đôi lúc thầy răn đe, kỷ luật mình tí xíu, cho nên mình vượt qua được cái ải đó. Vượt qua được cái ải đó rồi thì làm video mình cũng thấy là rất là tự nhiên. Hay quá, cảm ơn anh Dan rất nhiều. Và hôm nay thì em cũng chúc cho anh là trong năm nay tạo thêm được 100 người MBIT trong hệ thống của mình bằng cách thông qua việc mà xây dựng video trong cái hệ thống của mình. Cảm ơn anh Linh nhiều. Và tiện đây thì Dan cũng xin gửi lời cảm ơn anh Linh tạo điều kiện anh em mình gặp nhau, trao đổi với nhau. Với lại các bạn ở trong team đó thì cũng có lời nhắn gửi lời thăm gia đình anh Linh, chúc anh Linh và đội ngũ càng ngày càng phát triển tốt để có thể hỗ trợ thêm nhiều anh em trong kinh doanh như thế. Cảm ơn anh Dan rất nhiều. Cảm ơn.